all over the place singing, we will rock you. Big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. Cho ai cũng muốn quay về, cười giòn tan hòa tiếng hát khúc ca rộn vang, cùng đùa vui cùng mơ ước, cầm tay ta bước trên con đường, từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vấn vương. Nhớ đến những phút giây mình cùng ngồi trò chuyện nơi đây, ta dòng chơi vui đùa theo tháng ngày. Rồi hôm sau lại chợt quên mau, giờ ra chơi vẫn sáng lớp bên ta cùng đá cầu. Kỷ niệm đó mãi chẳng thể quên, giờ học cứ mỗi lúc mùa thi đến, cùng sẽ chia bao nhiêu khó khăn bên nhau lúc cạn. Nụ cười hãy cứ mãi giòn tan, nụ cười hãy cứ mãi thật trong sáng, để tôi mang đi theo suốt đời, mang theo suốt đời. Cho ai cũng muốn quay về, thời gian tan hòa tiếng hát khúc ca rộn vang, cùng đùa vui cùng mơ ước, cầm tay ta bước trên con đường, từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vấn vương về một thời học sinh, la 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 la, về một thời học sinh, la 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 la, về một thời. Thời học sinh, la 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 la, về một thời học sinh.
gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ lại. Trong bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Thầy cô đến dự cái buổi họp lớp 2022.
Rất ấn tượng với cái nguyên
bí thư của lớp em ạ, Đỗ Trung Kiên ạ. Xin mời Đỗ Trung Kiên đứng dậy em. Còn đây ạ, đây là trò đá cưng của tôi. Đội tuyển lý thì bạn Nam, Đỗ Văn Nam là một học trò theo như em nghĩ là cô đánh giá rất là cao. Và bạn Nam này có một cái may mắn là bạn ấy đấy là được đồng hành với bạn Mai trong cái cuộc sống này. Bạn Nam chính là phu quân của bạn Mai. người em nghĩ đây là người duy nhất làm về nghề nghiệp của em Dũng. Bạn Dũng hiện đang công tác tại bệnh viện Hoàng Gia Vi Hà Nội. Còn đây cũng là một bạn nữa cùng họ với bạn Dũng, Đoàn Thanh Tám. Bạn Tám thì đang làm ở trung tâm kỹ đa ba của Viettel. Và bạn Tám thì là một người rất tích cực và giám đốc trung tâm này. Đây là hôm nay có một tầm Hoàn cũng không thể kịp về để tham dự, và bạn có gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy các cô và các bạn. Hoàn hiện đang công tác ở viện giống của chúng ta. Đây là ngày xưa bạn này ngồi học lớp 11 và ngồi cạnh em. Và em xin giới thiệu đây là bạn Hoàn Minh Duyên. Bây giờ tôi đang sống và công tác ở Hà Nội. Trong cái team mà người yêu cũ ấy, thì là em là team chưa biết đời của cái team đấy. Đây là một chủ kinh doanh về lĩnh vực rất là nhạy cảm. Kinh doanh đồ ăn dân chim. Bạn Hoàng Văn Hiệp. Bạn Hoàng Văn Hiệp là cũng đang sống ở một trường của em. Nam của lớp em là bạn Ngô Tuấn Nghĩa. Nhưng bạn Nghĩa thì là lính xây dựng, lính kinh tế. Bạn Trung thì cũng đang công tác ở huyện Hương. Đây là bạn luật sư. Luật sư lớp em, luật sư này thì chỉ khuyên đó là và em xin giới thiệu đây là tổ giữa thành phố đúng không ạ? Em xin giới thiệu một bạn gái ngày xưa em có thích. Đây là bạn gái Nguyễn Thị Thảo. Giới thiệu đây là bạn Nguyễn Tiến Thành. Bạn Thành nhà ở Tây Lương và bây giờ đang là chủ doanh nghiệp xây dựng, đang làm việc tại đây. Em xin giới thiệu đây là bạn Nguyễn Văn Trung. Văn Trung ngày xưa lớp em thì là bạn đi thi siêu mẫu, nhưng mà bởi vì là bố mẹ bạn ấy cũng đồng ý cho bạn ấy tham gia cái show ấy, cho nên là bạn ấy bắt buộc phải vào cái con đường học tập chứ không được khác rồi. Xin giới thiệu đây là bạn Trần Thị Huyền. Bạn Huyền hôm nay có việc gia đình nên bạn Huyền làm việc ở tiền hàng, nhưng hôm nay lại có việc không được tham dự. Bạn cũng có việc là các thầy cô và các bạn. Đây là trưởng ban tổ chức của lớp em, tất cả mọi năm tổ chức thì hãy rất mong các thầy cô và các bạn hãy thêm một tràng pháo tay nữa cho Thành, và em muốn cảm ơn đến Thành. Thành thực sự chưa đến thầy cô thì lớp A9 chúng em có một chút quà nhỏ để chúc các thầy cô và kính chúc thầy cô sức khỏe, mạnh khỏe và ngày càng phát triển. We'll be right back.
buồn buồn. Hoàng băng